Đêm tại chợ Long Biên luôn sáng đèn và huyên náo tiếng người quát tháo, tiếng còi xe, tiếng thủng xốp, thùng cắt tông rơi lịch bịch trên xe kéo sắt. Đó là lúc bắt đầu ngày làm việc của người lao động tại chợ Long Biên. Luôn có khoảng 300 xe kéo tay, xe để hàng, xe cút kít. Mỗi xe thường có 2 người làm, 1 người kéo và 1 người đẩy phía sau. Chưa kể hàng trăm người chuyên bốc hàng từ trên xe xuống, người chuyên gánh hàng bằng đòn gánh, dây thừng. Có lẽ chỉ những hình ảnh này thôi đã quá đủ để phản ánh tất cả. Những người lao động, hay còn gọi là cửu vạn, đang kéo, đẩy các xe hàng cao ngất. Trong đó, có cả những người phụ nữ đã lớn tuổi, vẫn đang oằn mình để kéo, đẩy, gánh, bốc vác nhiều thùng hàng trong một lần chuyển mà có lẽ trọng lượng của nó gấp vài lần người kéo. Họ đã phải gồng mình chống chọi, mưu sinh giữa đường phố chật hẹp. Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên, những người làm công việc bốc vác, kéo đẩy xe hàng thuê tại chợ Long Biên muốn được hoạt động cũng phải đóng phí cho ban quản lý chợ. Và chỉ khi được ban quản lý chợ Long Biên cấp biển số cho xe kéo nào thì xe kéo đó mới được hoạt động. Trước đây có 372.000, bây giờ các ông ấy tự dưng lên phát lên 472.000 một tháng, cái biển này, tháng nào cũng thế, mùng 5 hàng tháng, lương đấy. Thế ở đây thì mình đóng cho ai? Đây, đóng ban quản lý chợ, không đóng không được hoạt động. Đóng bây giờ không hóa đơn chứng từ gì à? Chả có chứng từ gì. Ra đóng này, cô là biển số là bao nhiêu, biển số thế là nó chỉ có gì rồi, thế là thu 470, nó ghi 470 là chả có giấy tờ. Thế mà có xảy ra tai nạn thì chả có cái gì tất cả, chả có ai gàn xếp và chẳng có ai gì hết. Đánh nhau mặc kệ, thì cũng gàn, thế là xong. Mà không cẩn thận nó đi không, mà không nó quát mà không nhúng đường, nó đánh cho, nó xử cho. Thì là những thằng bảo vệ nó xử. Ấy hôm nọ có đứa vỡ cả đầu, đánh nhau vỡ cả đầu, không có kinh nghiệm gì đâu. Theo tài liệu mà phóng viên có được, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban quản lý chợ Long Biên, đã ra quyết định về việc phân công nhiệm vụ đối với viên chức người lao động hợp đồng. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho trưởng ban, phó trưởng ban, viên chức người lao động hợp đồng trong chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình giao từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Mục 4 điều 2 của quyết định này đã nêu rõ. Phân công cho viên chức DTN, nhiệm vụ của viên chức này là quản lý thu tiền dịch vụ xe kéo, xe đẩy, hoạt động trong địa bàn chợ. Đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp tiền và thanh toán vé về bộ phận kế toán, thủ quỹ đúng quy định. Như vậy là việc thu phí này có hệ thống và đã được ban hành bằng văn bản, có quyết định đàng hoàng, chứ không phải tự phát. Mất tháng nào cũng đều, nó nhớ mặt rồi. Thế mà tháng này cũng đóng, tháng sau nữa cũng đóng. Nó nhắc một hai lượt mà không chưa đóng tiền đấy, thì là nếu cố tình đóng thì nó giữ xe bắt đầy đứa xe nó dựng thành kho đấy, đấy thì bóc lột. Như ví dụ mà mất một cái điểm này là nó xin lại cũng không được, là đi kéo là nó thu xe. Nó bảo là vừa rồi là quận Ba Đình nó hoạt là nó tăng ở quận nào nó hoạt, bây giờ nó tăng tự dưng nó chả nói gì đến những người ấy, cứ một đứa đi đóng này nó bảo lên thuế lên đóng, bây giờ là lên 472.000. Nhưng mà em vẫn đóng tháng trước 392.000 cơ mà, sao bây giờ tăng lên 70.000 nữa. Không đóng thì xe lại. Thế là cứ bảo nhau tông tốc là phải đi đóng, không đóng thì bây giờ về không có việc gì cháu ạ, thì đành phải đóng. Thế nên bọn cô bảo là quá khổ luôn ấy. Nhưng mà nhiều khi mà có kêu gọi cũng chả ai giúp đỡ. Dư luận đặt ra câu hỏi, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có biết và đồng ý về việc thu tiền dịch vụ xe kéo, xe đẩy này hay không? Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình căn cứ vào đâu để quyết định thu tiền, mức thu cụ thể là bao nhiêu? Căn cứ vào đâu để quy định mức thu đối với các xe kéo, xe đẩy hoạt động tại chợ Long Biên? Và chợ Long Biên thu được bao nhiêu tiền từ dịch vụ xe kéo, xe đẩy trên? Khi thu tiền, có cấp hóa đơn chứng từ thu phí theo đúng quy định hay chưa? Trước sự việc trên, để có thông tin đăng tải trên báo chí được chính xác, khách quan, truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn đã liên hệ đặt lịch làm việc với Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình và Ban Quản lý chợ Long Biên. Tuy nhiên, đến nay đã nhiều tuần trôi qua, phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức nào từ các đơn vị này. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin trong các phần tiếp theo.